Xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh Viết Phú. Hôm nay Viết Phú xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các bạn và anh chị cô chú một mẫu đồng hồ của Seiko. Đây là mã đồng hồ SARV001 nha quý vị. Có phiên bản màu trắng và quai thì bằng hợp kim chống rỉ và mặt thì là mặt trắng nha quý vị. Đây là một mã đồng hồ made in Japan và dành cho thị trường nội địa ở Nhật Bản nha quý vị. Automatic và nhìn quý vị có thể nhìn trên mặt của nó là chữ Made in Japan. Automatic là phiên bản dành cho thị trường nội địa và cái phần hiển thị thứ ngày tháng thì là bằng tiếng Nhật, bằng chữ Hán. Thì đây đang để vào thứ sáu thì vì là mặc định nên em chưa có chỉnh cho khách hàng. Đây là một sản phẩm đang được giảm giá rất là mạnh của Seiko. Đây thì trước tiên thì em xin giới thiệu quý vị về cái thông số của nó. Và đi sản phẩm đi kèm của nó thì có sách chứng nhận sử dụng và phiếu warranty, nghĩa là cái giấy bảo hành, và cái này chỉ áp dụng cho trong cái nội địa của Nhật Bản thôi. Nếu mà quý vị mang ra khỏi thị trường Nhật Bản thì sẽ không có cái trung tâm bảo hành quốc tế nên là không được bảo hành ở các cái nước khác mà chỉ bảo hành trong nội địa của Nhật Bản. Đây có phiếu warranty. Đây. Và tiếp theo thì đây là hướng dẫn sử dụng và chào như dành chung cho các mã đồng hồ của Seiko, mã đồng hồ cơ. Đây là cách kết bạn Zalo với Viết Phú nha quý vị anh chị. Đầu tiên thì quý vị anh chị vào vẫn thêm bạn bình thường thôi. Vì Zalo mặc định của Việt Nam thì nó sẽ là ở đây là số điện thoại đầu cộng 84. Tuy nhiên thì em đang ở bên Nhật Bản đấy, thì em sẽ dùng số điện thoại ở Nhật Bản nên là cái đầu số nó sẽ khác. Quý vị anh chị ấn vào Japan. Japan thì đầu số nó sẽ là cộng 81 nha quý vị anh chị. Đây, cộng 81. Đấy thì quý vị anh chị ấn số điện thoại của em 080 6817 3970 và tìm. Đấy thì nó sẽ ra Facebook Zalo của em như vậy nha quý vị nhá. Đấy rất đơn giản thôi. Trên này thì có hộp, có mã barcode và các cái giấy tờ đi kèm khác. Thì hộp thì tất nhiên là cái hộp thì sản xuất ở trên China thôi, tất cả hộp thì sản xuất ở China hết, còn cái đồng hồ thì là made in Japan đấy ạ. Sau đó thì là chúng ta sẽ thấy được cái bộ cơ bên trong của nó, và tiếp theo đến phần giá của cái sản phẩm này. Đây nha quý vị nhé, trên cái tem đi kèm của nó thì có ghi là SARV Made in 001 Made in Japan này. Ở đây thì có độ trễ của giờ là từ âm 35 giây cho đến dương 45 giây. Đây là có ghi là Jidomaki thì có nghĩa hoặc và có kèm thêm cả Temaki Chuki, nghĩa là vừa lên cót tự động và vừa lên cót bằng tay đi kèm. Thì cái này thì có số lượng đá là 24 đá. Thì Việt Nam mình hay có quen là 24 chân kính ấy, thì chính là nó đấy. Đấy thì đây là mã barcode của nó, và tiếp theo là sang đến phần giá của sản phẩm này. Giá ngoài ra thì có phần chống nước 10 khí áp nha quý vị. Có thể tắm giặt bơi lội thoải mái. Và tiếp theo là đến phần giá của sản phẩm. Giá sản phẩm được niêm yết bởi Seiko là 27.500 yên. 27.500 yên tương đương với cái này là chưa nhập thuế, sau khi có thuế vào thì sẽ rơi vào tầm gần 3 man. 3 man thì hiện tại là khoảng tầm 6 triệu 7 Việt Nam đồng. Cái này thì chưa bao gồm các loại cước phí gửi về Việt Nam và phí vận chuyển. Thì tuy nhiên nếu mà quý vị em xin nhắc lại là con này là giá niêm yết của Seiko đang hiện tại là 6,6 triệu đến 6,8 triệu chưa bao gồm cước phí vận chuyển về Việt Nam nha quý vị nhé. Nếu quý vị anh chị có nhu cầu mua hàng với Viết Phú thì sản phẩm này thì chỉ chưa đầy 5 5 triệu là hàng về đến Việt Nam thì sẽ về tay đến quý vị. Nếu quý vị mua qua Viết Phú thì em xin nhắc lại là giá từ 6 triệu 8 niêm yết của Seiko, nhưng nếu quý vị mua hàng qua Viết Phú thì hàng về đến Việt Nam đến về đến tay quý vị anh chị chưa đầy 5 triệu đồng. Giá cụ thể thì em sẽ in trả lời chi tiết cho các anh chị qua tin nhắn, vì tùy thời điểm phụ thuộc vào cái giá man man ngày hôm nay có thể 222,
Việt Nam đồng đổi lấy 1 đồng yên, thì có thể là ngày mai thì man sẽ thấp hơn 1 đồng hoặc là 2 đồng gì đấy, tùy đấy chênh lệch theo từng ngày, em sẽ báo giá cụ thể theo từng ngày quý vị đặt hàng đấy. Thì một số quý vị có mua hàng bên em về vì là hàng mới, đây là cái sản phẩm này thì em lấy cho một chú ở Hà Nội có đã từng mua qua Việt Phú một số mặt hàng, nên là em có thể mở ra được để review cho quý vị các bạn luôn. Còn một số anh chị khách lạ thì em sẽ để nguyên siêu, và về thì tất nhiên cái đồng hồ mới thì về nó sẽ không chạy nha quý vị nhé, nó sẽ quý vị phải giật cái nút nào hoặc là tác động lên cơ lên cót cho nó một tí thì nó mới chạy. Nhưng một số anh chị mua về là tại sao đồng hồ em gửi đồng hồ về cho anh mà không chạy đấy, thì quý vị anh chị mua hàng thì cũng có thể tìm hiểu một chút và nên và nắm bắt cái điều này giúp em, tránh cái trường hợp là hàng về hàng mới người ta chưa cho chạy mà bảo đồng hàng mới không chạy là cũng lúc đó em đi làm không cầm điện thoại được, liên hệ với bên công ty vận chuyển trả hàng nó mất hay đấy. Thì ngoài ra cái thông số của sản phẩm này là cái bề dọc này 51,5 mm và đường khung viền tròn của cái mặt sản phẩm này là 42 mm, độ dày này là 11,6 mm nha quý vị nhé. Độ dài độ rộng của quai thì là 22 mm. Đấy là tất cả thông số của nó, 51,5 nhân 42 nhân 11,6, quai là 22 mm, được làm bằng thép hợp kim không gỉ, mặt màu trắng, có 24 đá hay gọi là 24 chân kính theo cách họ người Việt Nam mình. Đấy thì em xin giới thiệu đến quý vị mã đồng hồ SARV001 của nhà sản xuất Seiko Nhật Bản. Đây là bản dành cho thị trường nội địa Nhật Bản. Đấy, em xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã theo dõi video và ủng hộ cái kênh cái mua hàng bên Việt Phú. Em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video sau.